chào anh. À, đây là bản thiết kế cái bảng hiệu của tiệm mình á, mời anh xem qua có bổ sung dịch sửa gì không anh? Ủa? Dạ. Chữ neo mình đâu có ép đâu. À, em xin lỗi anh ha, bây giờ xin anh cho em một chút thời gian ha, em sẽ cố gắng nhanh nhất hoàn thành lại cái bảng hiệu cho mình. Ok. Em cảm ơn anh nhiều ha. Em một cái vui quá, vui quá. Cuối cùng rồi cũng tìm được cái tiệm y như ý vậy đó. Công nhận mặt bằng này đẹp thiệt. Quá đẹp đi chứ. Trời ơi, đẹp chi quá. Chi bao nhiêu tiền cũng đáng. Ừ. Em gọi cái standy. Standy. Standy hả? Standy, standy. Coi coi. Hả? Pin neo. Cái gì vậy? Pin neo là cái gì hả? Em nghĩ sao vậy em? Em có in lộn không vậy? Trời đất ơi, pin neo là đối thủ của tụi này. Là cái nơi mà không đội trời chung với tụi này. Một nước không thể có hai vua, một con vua không thể có 10 càng được. Em sai rồi. Đúng không anh? Sai rồi. Không có sai gì hết. Cái tên là đúng, không có sai. Sai là chỉ có là người giao lộn tiệm thôi à. Trời ơi em, tại sao em lại giao ở tiệm này? Cái tiệm thì ở bên kia kìa. Đem về tiệm bên kia. Dạ em biết rồi, em xin lỗi vậy. Ủa, vậy là sao hả? What? Không biết chuyện gì hết hả? Chị Lâm hả? Về lo tiệm đi, ở đây em lo. Bye à. Chào mọi người. À, quên nói mọi người, cái mặt bằng bên kia cũng là của mình luôn á. Sao nói sớm? Bộ có ai hỏi đâu nói. Trời ơi, biết bữa tôi mở mỏ tôi hỏi sớm là được rồi hà. Thiết tình à. Anh Tính, em cảm ơn anh đã cho em thuê cái mặt bằng đó với giá rẻ nha. Cái gì? Có gì đâu, coi như là anh xin lỗi chuyện hôm bữa với em thôi. Ủa anh Phát, ủa tiệm neo của anh gần tiệm neo của em quá vậy? Trùng hợp quá ha. Ở đây cũng có tiệm neo, đi vài bước nữa cũng có tiệm neo. Không chừng ở đây sắp trở thành một khu phố neo và các quý bà làm đẹp sẽ có nhiều sự lựa chọn. Thôi, em nói bụng rồi, mình đi ăn ha. Ok người đẹp. Phát, đi ăn chung cho vui với hả? Cấm cậu không được đi nghe chưa? Cấm cậu không được đi ăn chung nghe chưa? Cô nói đi hồi nào? Thì tôi nói chuyện hảo trước vậy đó mà. Thôi vậy thôi, anh ra lấy xe trước nha. Ừ. Anh chờ em. Cô hay lắm. Cảm ơn anh quá khen. Ê nè, chắc là cô đụng cậu ấy, cô dám đụng tôi không? Dạ, trời ơi. Cái mèo ghê thiệt à. Già không bỏ, nhỏ không tha, còn còn na cũng gặm nữa hả? Tụi này nó thủ đoạn từ bên kia bờ đại dương bơi qua tới bên đây chứ vẫn còn thủ đoạn. Không biết sắp tới nó còn thủ đoạn gì hay không nữa chứ. Hay cha, ôi giặc, ôi giặc. Ôi trời ơi, đúng là linh tính ta mắc cậu chẳng hề sai. Bọn xấu lại dở thủ đoạn nữa rồi. Ê bà kia, dừng lại. Sao bà lẽ bắt quái mà chỉ thẳng với tiệm người ta vậy? Muốn trù ẻo tiệm người ta làm ăn tàn nạt hay sao vậy hả? Ủa ông biết cái cây này của ai không? Tôi không có biết. Ủa ông biết thì là cái cây này đâu phải của ông đúng không? Đúng rồi. Vậy thì tôi muốn treo đâu là chuyện của tôi đúng không? Nhưng mà bà chuyện vậy là không có được. Bà chuyện vậy là ếm tiệm tôi, làm ăn không có được, bà hiểu chưa? Nè, tôi nói cho Du biết nha, Lâm Tâm Phai này đẹp chứ không bao giờ Lâm Tâm Phai này đọc nha. Cái này không phải là ý Lâm Tâm Phai muốn, mà là thầy phong thủy nói muốn cho cái tiệm pin neo của Lâm Tâm Phai á đông khách thì phải chấn cho bác quái này qua cái tiệm này, năng lượng khách nó sẽ thu hút về tiệm của Lâm Tâm Phai. Ok nè bà Phai, nói cho bà Lâm Tâm Phai nghe nè. Bà đó, bà đi bà chỉ cho thằng cha thầy bói đó đâu, tôi bẻ không trả liền á. Nghĩ sao mà bác quái đi thẳng vô tiệm người ta làm sao vậy? Muốn ếm muốn trù người ta tàn nạt hay sao vậy hả? Cho tôi hỏi nè, ông biết cái cây này của ai không? Tôi có biết. À, ông không biết đúng không? Ừ. Vậy là cái cây này đâu phải là của ông? Đúng rồi. Vậy tôi muốn treo ở đâu là chuyện của tôi đúng không? Đúng rồi. Ủa, câu này nãy bà hỏi tôi rồi mà. Lặp lại hai lần tôi nhớ đó. Ủa mà cũng có con cha nào rảnh ghê vậy? Đứng bà hỏi hai lần trả lời đúng hai lần luôn à. Nè, bà tin không? Bà tin là tôi xô bà xuống không? Bà có biết sự tích tắm cám không? Tôi sẽ là mẹ con cám, đẩy con tắm xuống hồ nè, tôi đẩy nha. Nè, nếu mà ông đẩy tôi sẽ cho police hốt xác ông. Thảm hiếp, hành hạ phụ nữ. Chắc chứ sợ quá. Bà kêu police đi, tôi đi hầu. Ờ, hết tôi hả, tôi làm liền nè. Ờ, bà tin không? Mày, im đi. Yên như mẹ em chứ, tôi nói thiệt nha, tôi...
Ủa Phát, Phát coi đó, tiệm mình chưa khai trương nữa mà bà lấy bắt quái bái, bà chỉ thẳng với tiệm mình là bà ếm tiệm mình tàn mạc là cất đầu không nổi luôn đó Phát à. Kệ người ta đi, giờ tôi hỏi nè, cây của ai? Tôi có biết. Phải của anh không? Không. Vậy thôi, bà muốn làm thì bà làm. Ủa, sao cậu hỏi y như bà này hỏi vậy hả? Thôi kệ người ta đi, tao muốn làm gì ta làm. Miễn sao mình làm ăn đàng hoàng là khách tới bên mình thôi. Đó, thấy chưa, thấy chưa, kệ người ta đi. Đó mới là người đàn ông đích thực. Bác đích thực, tôi đích thực được không? Đúng rồi. Trời ơi, cái thứ đàn ông gì mà nói nhiều. Nói mà nhai luôn cái lưỡi, mà nuốt luôn cái lưỡi mà không có hay à. Còn hơn bà, đàn bà mà hàng hồ, mà hồ đồ. Tôi sợ bà quá. Trời ơi, cái thứ đàn ông gì mà môi mặn dạ vô coi tiệm. Trời, cái thứ đàn ông gì mà già mồm. Cái nào mà đính nha, đính chính với bà. Tôi là xác đàn ông mà tâm hồn là cái đàn tì bà. Thôi bà vô đi bà nội. Trời ơi, nói nhiều mà môi không có mọc lên được luôn à. Chị cẩn thận nha. Hả? Cây này có tổ ong á. Đứng hồi coi chừng bị ông đánh á. Hả hả? Cái gì? Phát phát. Cái cây này có tổ ong hả? Có chừng bị ông đánh hả? Tôi leo lên được mà tôi xuống không được. Có ai cứu tôi không? Cái help me Billy. Help me ơi, cứu chị không có xuống được. Help me rồi. Ông trắng mẹ. Mày phải chết. Ủa, tự sao chuồng mình chết vậy trời? Phía tôi, bậy bạ không à? Ôi chà, trời thiệt tình. Cái bác quái này, mình phải trả thù. Mình phải trả thù bởi vì sao? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trời đất ơi! Cái này cái gì bự vậy? Cưng nhìn không ra sao? Đây là miếng bắt quái nè. Ủa mà anh lấy cái miếng bắt quái để làm gì? Ôi em ơi, em mở cái não ra giùm anh được không? Vậy em cũng không hiểu sao? Trả thù. Trả thù gì? Trả thù. Em nhớ ngày hôm qua không? Bà Lâm Tâm Phai mới leo lên cây không? Leo lên cây trước tiệm mình á, bà để miếng bắt quái nhỏ xíu à, bà chỉ thẳng với tiệm mình á để bà ỉm cái tiệm mình đó, để không cho làm ăn được, cho mình tàn mà. Đó, nhưng cái đó là cái miếng bắt quái tiểu thêm. Hôm nay anh chơi bắt quái đại. Bắt quái đại. Anh đại náo luôn, đại náo cho tiệm bà hả là không có khách luôn. Ủa nhưng mà trước cửa tiệm bà đâu có cây cối như bên mình đâu mà sao anh treo được? Anh đâu cần cây. Anh không cần cây, anh chỉ cần tiền. Là sao? Thì anh lấy tiền đó, anh qua cái nhà đối diện với tiệm Pinel của bà đó. Anh thuê mặt bằng liền. Đó, bằng đặt ngay cái bắt quái vậy thôi. Đó, đặt ngay chiếu thẳng, chỉ thẳng qua tiệm của bà luôn. Cho tiệm của bà nóng lên ha, khách vô nóng quá. Khách chịu không nổi, khách bỏ khách văng đi hết. Em thấy anh trả thù không? Hồi nãy anh trả thù chơi là phải chơi lớn. Nhưng mà cái mặt bằng bên bả đối diện nó mắc lắm nha. Mắc bao nhiêu mắc chứ? Em không có bỏ tiền ở đâu á. Anh không cần bỏ tiền. Tiền túi của anh. Trời ơi. Tiền lương của anh. Tiền lương hàng tháng của anh. Anh trích ra. Anh trả cho thuê mặt bằng sao anh trả được cơn ức hận trong lòng anh thôi. Em thấy với anh nhịn không? Nhịn không phải là nhịn mà gom thành một cục để dục cái mặt bả một thể. Hôm nay tới ngày dục của anh rồi đó. Lâm Tâm Phai anh cho phai mờ trong dĩ vãng luôn. Mà sao nhắc tới mày Lâm Tâm Phai khó chịu nè. Khó chịu nói là phải muốn làm liền vậy đó. Bây giờ anh qua mặt bằng đối diện, anh thương lượng người ta để anh treo cái bắt quái trong đêm nay để tiệm bạc tan tành luôn. Anh đi bây giờ mới được. Thôi anh đừng có đi. Anh nóng rồi, anh nóng rồi. Thôi không nổi rồi, anh lớn rồi, đừng có làm tròn nít nữa. Nít gì chuyện của anh để anh làm. Thôi để anh rửa hận. Không được, bệnh mặt lắm, không có đủ tiền đâu. Không tiền hãy lấy tiền của anh. Mà anh đi làm à. Anh chưa làm gì em mà sao em la vậy? Anh còn nói nữa hả? Không phải tại anh thì tôi đâu có bị như vậy. Anh xin lỗi. Anh biết lỗi của em.
của anh đã gây ra em tổn thương rồi. Anh xin lỗi em, đừng có giận anh nha. Anh giết tôi đi, anh giết tôi đi. Không, anh không thể giết em được. Em, cái gì mà không thể với anh chứ hả? Trời ơi, đàn ông con trai gì mà thu hăng, thu hận. Anh lo anh cầm cái bách quái đó đó. Anh qua kia, anh chấn, anh yếm người ta đi. Ừ, trời ơi, tôi tức quá mà. Trời ơi, tôi hối hận quá. Biết gì, tôi ở Mỹ luôn cho rồi. Hay là giờ, về, tôi về Mỹ. Cho anh ở đây một mình. Ôi trời tạm, đừng, em ơi, anh xin cưng đó, cưng đừng bỏ anh một mình. Trời ơi, tiệm mình sắp khai trương tới nơi rồi, bây giờ em về Mỹ ra, giống như là em đem con bỏ chợ đâu có được. Thôi, bây giờ em ráng chịu đựng đi, anh sẽ, anh trị liệu cho em nha. Anh biết trị liệu ra. Biết chứ, với hai ngại chú cao nè, dân gian gọi là đuông dừa, có nơi gọi là đuông chà là. Anh sẽ bóp. Bóp cái gì? Bóp lưng cho em. Em cứ bình tĩnh. Em nằm xuống. Em hãy relax đi. Em hưởng thụ đi. Em nằm xuống đi. Để anh cắt điện trước. Em đau chỗ nào, em trị chỗ đó. Đau không? Đau không? Không.